ba chín phẩm địa ngục bấy giờ cụ thọ xá lợi tử thưa phật rằng bạch đức thế tôn nếu đại bồ tát nào đối với bát nhã ba la mật đa đây mà tin hiểu được thì đại bồ tát này chết từ đâu đến sanh nơi đây, phát tâm hướng tới vô thượng chánh đẳng bồ đề đã trải qua thời gian bao lâu, đã từng gần cuối cúng giường bao nhiêu đức Như Lai ứng chánh đẳng giác, tu tập bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa đã được bao lâu, làm sao tin hiểu nghĩa lý sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế? Phật bảo xá lợi tử, nếu đại bồ tát nào đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa đây mà tin hiểu được thì Đại Bồ Tát này chết từ trong Pháp hội của vô lượng vô số vô biên các đức như lai ứng tránh đẳng giác ở khắp mười phương thế giới như các sông hằng, xanh đến nơi đây. Đại Bồ Tát này phát tâm hướng tới vô thượng tránh đẳng Bồ Đà, đã trải qua vô lượng vô số vô biên trăm ngàn triệu ước kiếp. Đại Bồ Tát này đã từng gần gũi cúng dường vô lượng vô số vô biên bất khả tư nghỉ, bất khả xưng lường các đức như lai ứng tránh đẳng giác đại bồ tát này từ sơ phát tâm thường xuyên tu tập bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa đã trải qua vô lượng vô số vô biên trăm ngàn ức kiếp này xá lợi tử đại bồ tát này nếu thấy hoặc nghe bát nhã ba la mật đa như thế liền nghĩ như vậy ta thấy đại sư nghe đại sư nói này xá lợi tử đại bồ tát này lấy không tướng không hai không sở đắc làm phương tiện tin hiểu đúng đắn nghĩa lý sâu xa của bát nhã ba la mật đa như thế bấy giờ cụ thọ thiện hiện thưa phật bạch đức thế tôn như phật đã nói đại bồ tát này nếu thấy hoặc nghe bát nhã ba la mật đa như thế thì liền nghĩ rằng ta thấy đại sư nghe đại sư nói bạch đức thế tôn bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế được người dễ nghe dễ thấy chăng phật dạy thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa thật chẳng có ai nghe chẳng có ai thấy vì cớ sao này thiện hiện vì bát nhã ba la mật đa sâu xa thật chẳng phải pháp bị nghe bị thấy vậy này thiện hiện vì các pháp lụt chậm nên không thấy không nghe bát nhã ba la mật đa cho đến vì các pháp lụt chậm nên không thấy không nghe bố thí ba la mật đa vì các pháp lụt chậm nên không thấy không nghe nội không, cho đến vì các pháp lụt chậm nên không thấy không nghe vô tánh tự tánh không, vì các pháp lụt chậm nên không thấy không nghe bốn niệm trụ, cho đến vì các pháp lụt chậm nên không thấy không nghe tám chi thánh đạo. Như vậy cho đến vì các pháp lụt chậm nên không thấy không nghe mười lực như lai, cho đến vì các pháp lụt chậm nên không thấy không nghe mười tám pháp Phật bất cộng vì các pháp lụt trọng nên không thấy không nghe vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật vì các pháp lụt trọng nên không thấy không nghe tất cả các đức như lai ứng tránh đẳng giác cụ thọ thiện hiện lại thưa phật Bạch Đức Thế Tôn các đại Bồ Tát đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề đã chứa công hạnh bao lâu mới có khả năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa? Phật dạy, này thiện hiện trong vấn đề này nên nghe cho kỹ. Này thiện hiện có đại Bồ Tát từ sơ phát tâm đã có khả năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, cũng có khả năng tu học Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn Tịnh Giới, Bố Thí Ba La Mật Đa này thiện hiện đại bồ tát này có phương tiện khéo léo thiện xảo nên chẳng loại các pháp chẳng thấy các pháp có tăng có giảm thường chẳng xa lìa tránh hạnh tương ưng với bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa thường chẳng xa lìa chư phật thế tôn và các chúng đại bồ tát từ cõi phật này đến cõi phật khác muốn đem nhiều đồ cúng thượng diệu cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen chư Phật thế tôn và các chúng đại Bồ Tát thì đều làm được như ý cũng hay ở chỗ các như lai kia trồng các căn lành khiến mau viên mãn. Đại Bồ Tát này tùy chỗ thọ thân, chẳng sanh từ trong thai tạng của mẹ, tâm thường chẳng ở chung với các phiền não tạp nhiễm, cũng chẳng bao giờ khởi tâm nhị thừa. Đại Bồ Tát này thường chẳng xa lìa thần thông thù thắng, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát này tu học đúng đắn, bát nhã ba la mật đa sâu xa. Hết quyển thứ 434